Ngoại hình của máy nhá, đây là mặt trước của máy ạ. Tổng thể máy còn khá là đẹp đấy ạ. Các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cần móp gì cả. Mặt sau của máy ạ, em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera. Em test bàn phím cho mình ạ. Nhưng phím này thì không có trên bàn phím, nó sẽ không hiện anh nhé. Loa của máy ạ. Xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Ổ cứng 512 ạ. ID của máy ạ. Máy cảm ứng xoay gập 360 độ anh nhé.